Hello mọi người, hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đi lên C4 và chúng ta sẽ gặp clan nào đây? Ôi giời ơi, chưa nhìn được clan nào nhưng thấy cái màu vàng khe khung rênh huyền thoại đập ngay vào mặt, não hết cả ruột. Vâng, thì hôm nay mình đi team mới nên chắc có lẽ là hơi bị lộn xộn, không biết là có ăn được cái team kia không. Mình đi cùng khẩu cùng Zondagon. Cái gì mà ân nữa? Mình là nói chung là mình hạn chế là chat chữ ân trên khung chat nhá. Mình không biết ân là thằng nào hết. Anh em vào cứ bắn bình thường thôi. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu cái chết nhầm. Có cái cung Zondagon. Cái cung này thì nó cũng không khác gì cái cung Zonda. Nó chỉ khoác lên mình một cái lớp áo màu vàng loẹt loẹt thôi. Còn cái độ mà che màn hình này cực kỳ là khó bắn. Mình đang đợi cái cung AI. Cái cung đấy thì nó không như này, nó chỉ có một cái đường dài rất là dễ nhìn. Đậu xanh anh em lên hết đi. Mình đứng đây cover cho. Cung thì cứ đợi thằng nào không chú ý là liếm thôi. À, đồng đội mình. Mày đấy. Cứ tưởng là thằng khác cơ. Rồi thằng khác ngoài đội hình của mình là cứ cầm cung mà dã thôi. Này thì... ôi trời ơi, bay nhanh thế. Tuy nhiên này phải gọi là mặc mặc kính sau lưng rồi. Lách ra. Chết à. Ngon thì cứ lấy ra, cùng mình sẵn sàng chờ đợi. Mình thì cái tính mình rất là kiên nhẫn, mình sẵn sàng ngồi đợi bạn bay ra bay vào. Thế mình đợi người ta tập bay, thế người ta thì cứ ảo tưởng mình là chim thì mình cứ cho người ta toại nguyện thôi. À đây rồi này thì lấp ló này. Đậu xanh. Gặp cái cung quá đen bạn ạ. Thực sự là cái cung nó đi range nó cực kỳ là ức chế. Có một hồi hình như là cái hồi mà nó tặng cái cung này một ngày ấy, mình cực kỳ là ức chế luôn. Đậu xanh cứ đi vòng nào vòng đấy toàn cung mà nó giã một phát thôi, tạch luôn. Rồi phải bình tĩnh để đi range, phải bình tĩnh. Bình tĩnh mới tự tin lại khoe cá tính được. Cái còn sồn sồn là kiểu gì cũng sấp mặt. Rồi thôi xong rồi, ném khói làm sương khói phôi pha, mang bóng ai xa dần xung quanh mình tôi. Chết thế thế này, đùa thế thì về thôi. Đấy, muốn đẩy lên nhưng đồng đội chết sạch thì thôi em cũng quỳ. Rồi được rồi, hay lắm, đồng đội cứ phích mạng nhiều vô. Rồi mới cái team này thôi xong rồi, đi với team mới kiểu gì cũng sấp mặt cạn lời. Thế không sao. À team này có gái, có một bạn gái. Nghi gì? Snip à? Ok. Có một bạn gái hồi trước ấy, chat lên trên cái đăng lên group tìm mình ấy. Trời ơi, nghe em não hết cả ruột. Trong khi chúng ta là bạn bè. Đấy, kết bạn đường hoàng rồi, ngày nào cũng đi rank, cũng giả vờ chat lên Facebook hỏi mình cần tìm anh này, đậu xanh nữa. Không biết là gái hay trai đây rồi. Rồi la liếm à, thích la liếm chứ gì. Á đủ, không xong rồi. Lại mấy thiên nhiên tập bay. Bay đi bà đi, lách đi, tổ lái đi. Cẩn thận nó móc nha, cẩn thận nó móc nha. Để mình la liếm cái thằng ngoài này. Sợ lắm, cái tụi móc nhà. Đậu xanh lên thôi bạn đi. Kiểu gì mình cũng chết thì thôi. Chết ngoài xa trường. Ôi đậu xanh, gì vậy bà. Rồi thôi xong rồi, AK đục tường khiếp quá. Rồi tiễn luôn hai mạng. Cái tội tha mình này. Đấy, nó nhìn cái khung vàng nó kiểu gì nó cũng thèm vàng. Mà làm sao không sấp mặt được. Đấy, người ta gọi là tham thì thâm, à, dâm dê thì là hay liệt cu ấy. Ôi giời ơi. Đậu phộng nó lên trên nhà, nó đứng nó canh luôn. Nó ăn nó ở ở trên đấy luôn, nó đang đợi đấy, đang đợi bạn đấy. Chỉ gì mà ân chim bé đậu xanh. Hay lắm bạn ơi. Mới ăn tụi mình được một ván thôi. Làm gì mà căng vậy. Lên luôn đậu xanh. Cầm cái cung này chán vãi. Mình cầm thêm cây đua TMP để cover. Nhưng cover thì cover đoạn cuối trận thôi. Chứ đoạn đầu trận mình sẽ không lấy ra bắn. Tại vì các bạn biết làm sao không. Người ta thì người ta hay cầm cung cover cho cây TMP. Còn đây thì mình cầm cung
làm vũ khí chính và TMP thì làm vũ khí phụ. Cạn lời. Đấy, bắn thì phải khôn. Kiểu như là nếu mà bắn tạch ý và lôi TMP ra dã luôn. Nhưng mình thì mình đang làm về cái cung này thì mình sẽ không chơi kiểu như thế. Anh em lại bảo mình à khôn thế thì đất biết khi nào chết bây giờ. À đây rồi. Á à, đủ. Gì đấy. Ăn quả bom của tôi này. Thơm chưa. Lên đi. Đấy kiểu gì cũng lên. Lên này. Đậu say. Quá đen cho bạn rồi. Không biết có ai ngoài này không. Đồng đội mình đã chiếm được khu vực sân A. Anh em hay gọi đó là sân A. Nhưng mình chả biết là cái gì luôn. Đấy, đấy là khu vực sân A. Mình nghĩ có người móc. À đủ. Ghê vậy. Đâu vậy? À, đây rồi. Nắp dưới đấy làm cái gì mà. Bên tôi đông hơn thì nắp làm cái gì cho nó mệt người. Cống à. Rồi cái chỗ đấy gọi là cống à ba. Đùa. Một bạn nữ chat lên chỗ đấy là cống. Mình đếch biết là gọi chỗ đấy là gì. Mình hay gọi, mình có thể gọi nó là một cái hụp đi. Cống thì cũng không phải. Cống thì phải cống ở dưới này thôi. Cái map này thì chỉ có một cái cống thôi. Còn đó là một cái hụp. Gọi cống là sai rồi. À gọi đó là gầm cầu ấy. Đúng. Cái gì? Nghĩ gì? Rồi bắn đi, bắn đường hoàng đi ba ơi. Cứ ngồi đấy chặt chém lung tung, lát thui lại sắp mặt. Rồi đồng đội mình cứ tưởng là quân người ta qua nấp lùm cơ. Thật là hư cấu. Lạ lạ, thằng nào tự dưng qua đây đứng như thần như trốn không người thế này. Rồi các bạn ơi qua đi, đẩy đi. Trời ơi bọn kia nó cũng không đẩy anh em ạ. Thực sự luôn ấy. Team mình thì thực sự là mình biết là team mình thua. Cái cơ của team mình thì bắn nó cũng không lại được đâu. Nhìn team nó khá là nát. À ăn được này, lên luôn. B1 yếu à, ok. Ok bình tĩnh thôi nhá. Đừng đẩy nhanh quá, phải đợi đồng đội. B1 yếu à. Thôi không thấy thằng nào, thôi té thôi. Té thôi, không thấy thằng nào. Nhây làm cái gì cho nó mệt người. Vâng, nhưng cái khẩu TMP thì đến cái đoạn cuối mình bị hành thì mình sẽ dùng nhá. Còn nếu không bị hành thì thôi, không dùng. Còn nếu mà bị hành thì mình sẽ dùng. Nhưng dùng ở đoạn cuối thôi, đoạn đầu cho dù ăn hình mình cũng không dùng. Thì nên là đếm nhanh nhở, biết thế mình đi trước. Ôi giời ơi, trong khu vực bom sai à. Đâu rồi? Đâu rồi ba? Sân A, à, ở ngoài sân gì? Ok, mình sẽ không xuống làm gì. Tại vì cái sân đấy khó công. Mình thì mình cũng không phải là phượt thủ. Mình không công được. Cứ đợi thôi. Cứ đợi và bình tĩnh. Đấy, bạn kênh chỗ đấy đi. Mình kênh chỗ này. Ok, mình lui về rồi này. Mình biết là mình không ăn được nên mình sẽ lui về. Cứ đừng có tỏ ra mình nguy hiểm. Rồi, nó đây rồi. Này, ôi giời ơi, không trúng kìa, yếu rồi. Rồi, thôi xong rồi. Giết nó đi bạn ơi. Bom nè, yếu rồi này, yếu rồi này. Yếu rồi ạ. Ở đầu xanh hết sọ này. Thật là hư cấu. Một pha tham mạng của mình đã khiến mình phải nằm xuống. Khốn nạn, biết thế mình không lao lên. Tự dưng này phít mạng linh tinh. Chán quá. Mình cứ tưởng là quả bom nó sẽ cấu em nhiều máu. Thế đây nào nó vẫn còn là nguyên quả cục máu đấy. Ảo ấy nhở. Và đấy mình ném bom mắc gần mà nó lùi về luôn mà. Mình cứ tưởng là nó yếu rồi. Đếch nào nó vẫn còn đầy. Từ cái lúc mà lao vào, trong cái lúc mà tới cái lúc giết mình thì nó vẫn là đầy máu. À không phải đầy máu mà nửa máu. À lấp nó là cứng. Lại thì bay như chim nữa gì. Bay đi. Ủng hộ. Ôi giời ơi. Mình bảo bắn bay thôi. Ai bảo bắn tương bom vào mồm mình đâu. Đùa. Cứ bay trêu ghẹo mình cũng được. Mình bắn cung gà lắm. Cứ bay chọc giận mình cũng được. Không sao. Mình thích điểm này.
Mì bắn gà lắm bạn ơi. Ôi rồi xong rồi. Đậu xanh ở sau móc kìa bạn ơi. Rồi đây rồi. Úi rồi, không thấy mặt mũi đâu, ở đâu mà tự dưng mất tiết thế này. Té thôi. Xoắn lên làm cái gì? A2 à? Ok. Để mình đi vòng lại đây móc xem có giết được không. Hoài quá, còn có 30 tiết. Không biết làm gì. Bạn ơi, lên thôi. Ơ, mấy thằng kia sao chết rồi nhỉ? Phịt mạng nhanh quá. Đậu xanh. Cẩn thận nhá, mình bị yếu máu rồi. Cảm giác rất bất an. Chỉ còn 40 giây cho tụi mình đặt bom hoặc clear team người ta. Ôi giời ơi, lên chết rồi. Thôi xong rồi. Ôi kinh như nhở. Này, ôi định mệnh. Đấy anh em thấy không ạ? Nếu mà nó bắn tịch thì nó sẽ lôi xuống là bắn. Còn đây mình chơi toàn cung không à. Khốn nạn thật. Một pha chết rất là ngáo luôn. Anh em mình đi ngược lại để móc. Trời ơi cái team toàn 4 mạng. Cả team đều 4 mạng hết. Khô lời. Rồi bắt đầu bị lật kèo ở đây rồi. Hiện tượng bị lật kèo rồi. Anh em bắn ấy quá. Sao toàn phít mạng nhanh nhanh như thế làm sao chơi được. Ôi trời. Thằng này cầm snip mà nó cũng bay như chim được. Thế luôn đấy. Ở pha đấy mà có TMP có khi lại nó sấp mặt. Lên thôi, sợ chết cái gì trời ơi. Có TMP mà. Chán quá. Bắn với cái team này. Nó cực chán luôn ấy. Mình bắn với team clan gót thì nó thực sự là đẩy lên rất là bá. Cứ không sợ bố con nào. Còn đi với team khác thì thực sự là nó chơi nó không đá anh em ạ. Kiểu như là phải thủ thủ ở nhà ấy. Còn không thì không dám lên. Còn mình lên một mình thì thực sự là không thể ăn được. Đấy, như kiểu là thủ như này ấy. Còn đi với team team chuẩn team gót thì thực sự là bá, cứ đẩy lên thôi anh em, đẩy lên thì mình cứ lên thôi, không sợ đấy. Cho nên mình hay chết đầu là thế đấy, nhiều cung thế rồi. Bây giờ bắn đến trận thứ 5 rồi còn bảo chết nhầm nhở, trận thứ 6 rồi bây giờ còn bảo nhiều cung thế. Mình cần một mạng nào ra hiến mạng để cho clip thêm màu mè hơn. Sân có à, ok. Biết rồi. Chỉ cần một người báo như thế là ok. Lên thôi các bạn ơi, hết giờ thời gian kìa. Tụi mình thủ hơi bị lâu. Biết là không ăn được nên thủ rất là căng đấy. Này, la liếm vào đây này. Yêu lắm cơ. Ôi, địt mệnh. Trời ơi, một phát tịch cả hai thằng. Thật là VL. Rồi, bắn bắn như này ấy, bảo làm sao. Rồi, cố lên bạn đi. Cố lên. Đậu xanh chả nhẽ lại thua. Rồi, còn đây là bạn gái mà mình nhắc đến. Vâng, chúng ta hãy cùng xem. Hình như này, em chưa nhầm, bạn gái này sẽ bung lụa như thế nào để ăn được thanh niên bên kia. Quay rồi, hết thời gian. Nó chạy luôn rồi. Nó kênh bom nó chạy luôn rồi mà. Đó là VL. Rồi đừng để nó lất kèo các bạn ơi. Hoài lắm. Không thể để nó lật kèo được. Chúng ta không thể thua. Áp lực trên vai rất lớn. Và clip này phải thắng cơ. Rồi mình sẽ dùng TMP nhá. Bởi vì càng cuối trận mình càng ấy. Thực sự là không thể ăn được. Ôi giời ơi, nghĩ gì? Lao đây. Bố mày cầm TMP, bố mày vã luôn ấy. Lao vào đây. Mình biết bạn đứng trong nhà hoa rồi. Đâu đạn bay linh tinh mà ra không thấy người. Chán thật đấy chứ. Rồi, hình như thằng kia lao vào đã ăn được cái thằng trong nhà hoa rồi. Tuyệt vời. Tuyệt vời lắm. Lên luôn này. Đẩy lên luôn, sợ gì đông người hơn mà. Đậu xanh. Cái địt mệnh. Hay lắm. Được. Nó ăn mối mình thôi.
LVL. Chán thế à, rồi. Tự dưng rồi chết là ngáo luôn. Rồi bên kia, trời ơi, đồng đội đâu? Chán thế. Nhìn team này bắn chán vãi đi ra anh em ạ. Team nó ngáo ngáo kiểu gì, không cover được nhau. Cứ một thằng mỗi hướng thế này, làm sao mà bắn đây bây giờ? Hình như là không mic. Không mic nên như thế này. Thì mình ngáo như thế này. Chỉ đang nhé pha đấy là pha ăn đấy. Làm sao mà thua được? Bọn nó tự tự công lên mà. Thật là hư cấu. Mệt nữa. Rồi lại hết giờ lại thua này. Thật là VL. Bọn nó thủ cũng sâu nữa. Thủ mắc sâu luôn. Trong khi team mình thì cũng không được hay lắm. À, tại vì trong clan gót thì bọn kia nó lập 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 team với nhau bắn hết rồi, nó đang bắn thì mình không mời được. Thật ra thì mình mời thêm mấy thanh niên ngoài như thế này, nên chắc chắn là team nó hơi bị của chuối một tí rồi. Đấy, đừng đấu xuống bạn ơi, đợi nó gần gần một tí. Đấy đấy, cùng đấy, rồi ra fake luôn. Ôi giời ơi, bắn kiểu gì mà dương cung trước ấy chứ. Rồi, thôi xong rồi, tạch cả hai thằng. Tạch cả hai thằng này. Đấy, ô vẫn ăn được đấy. Đấy, lại chết thôi, biết ngay mà. Tạch cả hai luôn. Tuy nhiên à vì bắn ấy quá. Đậu pha đấy, đáng nhẽ lao ở đây là phải dương cung ấy nhỉ. Có cái cung mà gần như thế, phải chơi liều, dù sao cũng chết mà. Bắn này, kỹ năng bắn thua người ta thì phải chơi liều chứ. Có cung mà sợ gì, cung người ta bắn tịch người ta mới đổi súng thôi. Cái phong cách bắn người ta là mình biết mà. Mình thấy anh em sử dụng rất là tốt. À, chơi cung này. Này thì cung với chúng tôi này. Thích cung được không? Tao lại sợ mày quá cơ. Rồi mình sẽ gài bom nhanh và ngay và luôn. Kích thích cái thời gian của quả bom. Còn bây giờ phải gọi là bên kia nó con qua kìa. Được rồi, không sao. Mình sẽ cover ở đây. Không để cho chúng nó đẩy lên. Anh em cover bên kia đi. À, nghĩ gì? Nghĩ gì? Ôi giời ơi. Vẫn ăn được. Hay 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 hay. Pha đấy may mình vẫn ăn được. Được rồi, còn một thằng nữa, đẩy lên luôn. Hay lắm. Còn một thằng thì đơn giản thôi. Đơn giản như đan rổ thôi. Làm gì mà xoắn. Lên thôi anh em ơi. Bây giờ vào đâu? Full HL à? Full B à? Ok. Lại full B. Mình nghĩ nó sẽ tập trung B đồng ấy. Nếu mà kỹ năng bắn hơn người ta thì có khi ăn được. Còn không thì sấp mặt đấy. Rồi ném khói để che đi cái tầm nhìn. Hay lắm bạn ơi. Tuyệt vời. Mình yêu các bạn nhiều. Đẩy lên luôn. Đi theo sau nó nào. Bạn anh em đẩy lên thì phải theo sau để cover. Rồi xong rồi. Thôi xong rồi. Thằng kia yêu máu này. Này thì yêu máu rồi. Yếu rồi. Mình yếu rồi. Thôi xong rồi. Gì mà chết nhiều ấy. Trời ơi. Cái gì vậy? Ôi thôi. Nát rồi. Tạch rồi. Hư cấu rồi. Anh em đẩy vào bom sai. Lộ liễu quá. Này thằng này công ra này. Nghĩ gì công ra. Tuy ăn được team mình. Đừng có nghĩ là bạn là nguy hiểm nhá. Tụi mình cũng nguy hiểm không kém đâu. Biết rồi ba, nó đếm nó chọi bom liên tục mà không biết là mic có à. Biết rồi nhưng mình còn yếu máu quá, mình không chơi được thôi. Rồi đợi bọn kia lao vào để mình ăn thêm người. Giảm đi cái áp lực. Đâu xanh người chưa thấy mà mồm nó đi trước này. Thật là hư cấu. Anh em thấy không ạ? Đùa thật đấy chứ. Thôi xong rồi, thua rồi, không sao. Thua cũng không sao. Pha này đáng nhẽ mình nên cầm TMP nhiều hơn. Ôi trời ơi, double kill. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Cố lên mà đi. Một thằng nữa thôi. Một thằng nữa thôi. Ô, cái gì má. Đùa. Thôi mình sẽ kết thúc clip tại đây các bạn. Xem nếu thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nhé. À, bye bye các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye mọi người. Một trận đấu cực kỳ là kịch tính, nhưng thực sự là không thể hơn được. Hoài quá cơ.